Xin chào mọi người, quay lại với kênh Phụ Tùng Xe Đạp. Như mọi người đang thấy thì đây là mẫu bánh đề mà mình vừa mới về, chính hãng Katos. Mẫu này phù hợp dùng với lại những xe mà sử dụng bộ phụ kiện là SRAM ATAP nha. Bánh rất là mượt mà và rất là nhẹ,